Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm mùa nước nổi ở vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Lượng du khách tham quan tuyến Châu Đốc Hà Tiên đã thực sự cuốn hút khi dừng chân tham quan tại khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo ban quản lý khu du lịch này, trong 3 ngày nghỉ lễ, ước khoảng hơn 10.000 người ghé tham quan nơi đây. Ngoài việc tổ chức hệ thống vỏ lãi đưa khách tham quan được tổ chức chặt chẽ, an toàn, du khách thực sự mãn nhãn với rừng tràm đặc dụng xanh mát trong nước nổi tứ bề. Tháp canh 30 mét với trang bị kính thiên văn giúp du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh khu rừng tràm ngập nước rộng đến 845 hectare. Nhiều người lớn và trẻ em rất thích thú khi xem ống kính thiên văn để ngắm cận cảnh các loài chim cò trong khu rừng tràm này. Đắm mình với thiên nhiên, với môi trường trong lành là xu hướng lựa chọn của nhiều người hiện nay trong các chuyến vui chơi vào những dịp lễ Tết.